Vâng, xin chào tất cả các khách hàng của đồ gỗ Thiên Phú cũng như sổ gỗ Gia Gốc. Và ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác toàn bộ sản phẩm siêu VIP đỉnh cao này. Cơ sở nhà em làm bằng gỗ hương đá 100%, hàng nghê bảo đỉnh đục te, trương liền, tay liền, mặt bàn đục một bức tranh nguyên khối. Và đặc biệt là cơ sở nhà em bộ sản phẩm này em làm tận 17 món các bác nhá. Đấy, gồm 10 món sản phẩm, một đoạn, 4 ghế đơn, một bàn to, rộng, 2 đôn kẹp ghế, 2 đôn ngồi và 7 cái đẻ chân. Cái món đẻ chân này cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 288 triệu bộ sản phẩm này. Và các bác nào xem được video này, cơ sở nhà em sẽ có một cái ưu đãi đặc biệt dành cho các bác, chỉ có là 268 triệu thôi. Và hai cái vật phẩm em để trên cái đôn kẹp ghế này là một ông Di Lặc Tài Lộc và một đĩa Tứ Linh, cơ sở nhà em sẽ tặng hoàn toàn miễn phí, trị giá là 10 triệu đồng nữa cho tất cả các bác nào xem được video này. Các bác hãy xem được video này, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để cơ sở nhà em có những cái ưu đãi đặc biệt nhất dành tặng cho quý khách hàng. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu tổng thể kê được bộ sản phẩm này. Đấy, các bác nhìn trên màn hình thì một chiều là cơ sở nhà em kê là mất là 5m, một chiều là 5m là 25m2 để kê ngon lành đẹp bộ sản phẩm như trên màn hình các bác đang xem đây. Và sản phẩm nhà em đục là đục hai mặt như nhau, đục cực kỳ kịch mọng, cực kỳ kỹ và hoàn thiện sơn bốn mặt như nhau, te đục tứ diện bốn mặt như nhau và te liền trương liền rất là đỉnh cao bộ sản phẩm này. Thì bây giờ thì em xin phép giới thiệu chi tiết về những cái đẳng cấp nhất của bộ sản phẩm này trước. Đây, đầu tiên em giới thiệu các bác cái đỉnh cao nhất của bộ sản phẩm này mà em rất tâm đắc và em đã làm trên rất nhiều bộ sản phẩm đỉnh cao của đồ gỗ Thiên Phú, đó là một cái mặt bàn của bộ nghê bảo đỉnh. Cơ sở nhà em làm là mặt bàn đục tứ linh các bạn ạ, nhưng mà tứ linh này nó là như một bức tranh các bạn nhá. Bình thường trên thị trường các bác chỉ bắt gặp được những cái mặt bàn người ta đục sâu của một phân thôi các bạn nhá. Một phân là như thế nào, là không bằng cả cái mặt của tranh này em đục các bạn nhá. Mặt của tranh này em đục ở phân dưới, bình thường người ta chỉ đục sâu một phân thôi, đây nhà em đục sâu tận 3 phân các bạn nhá. Pha dày 4 phân, đục sâu 3 phân, nó giống như một bức tranh tứ linh các bạn nhìn này, long này, ly này, này quy này, phượng này, tứ con vật linh thiêng nhất của đất và trời, tượng trưng cho sức mạnh của gia chủ sở hữu bộ sản phẩm này. Tiếp theo giới thiệu các bác cái vách tựa lưng này, cơ sở nhà em pha dày tận 7 phân coi nhá. Đục kênh bong mặt trước là 4 phân rưỡi, đục mặt sau là 1 phân các bạn nhá. Pha dày 7 phân đục hai mặt. Đây các bạn nhìn này, các đường nét đục kênh bong này các bạn nhìn. Kênh bong ngoái móc này các bạn nhìn. Đây này. Đây. Các cái đường nét này, các đường tỉa này, các cái móng con chân này, móng vuốt con rồng, con phượng này, con nghê này, con ni này. Rất đẹp và đỉnh cao cái bách tựa lưng này, lại là một bức tranh nữa ở trên bộ sản phẩm này. Các bác mua một bộ sản phẩm mà được tận 2 bức tranh các bác nhá. Trước mắt các bác là một cái chương nghê đỉnh cao, cơ sở nhà em lựa từ cái khúc gỗ cao 60 phân, dài tận 2m rưỡi, dày đủ 16 phân mà liền khối các bác ơi. Liền khối toàn bộ cái chương này, đây cơ sở nhà em hoàn thiện BU mịn màng lì tít, hàng vân veo còn chọn quần quại luôn các bác nhá. Sơn BU mà chống xước này các bác nhìn này. Đây, tỉ mẩn từng tí một các bác nhá. Đục là ở trên là đục con nghê bảo đỉnh này. Vần cầu này các bác nhìn đỉnh cao chưa? Đấy, dầu ria răng lợi rất cân đối kênh mong. Và ở dưới này là cái bảo đỉnh nguyên khối, các bác nhìn nó chất lượng không? Bình thường các bác mua sản phẩm trên thị trường, người ta ghép ở đây này các bạn nhìn trông rất xấu cái bảo đỉnh này. Đây cơ sở nhà em làm nguyên vân gỗ và đặc biệt này các bạn nhìn, cơ sở nhà em hoàn thiện. BU nó mịn ché luôn mà nó căng mọng lên các bạn nhá. Nhìn rất đỉnh cao và đẹp, đục kênh mong hết này. Các bạn nhìn này, các cái bông hoa, các cái lông, các cái lá, các cái cổ xoắn của con phượng này, con nghê rất đỉnh cao đẳng cấp đấy các bạn nhìn này, rất đẹp. Tiếp theo em giới thiệu các bác cái tay nghê liền nguyên khối, nhưng mà cơ sở nhà em pha tay nghê các bác nhá, bình thường người ta pha 30 phân, nhà em pha cao 35 phân, rộng đủ 16 phân, chiều dày và dài là sâu tận là 80 phân và đục bằng te hết kênh bong các bác nhìn này, 100% bằng te hết kênh bong. Nhìn những sản phẩm đục bằng te nó cực kỳ có hồn các bác nhá. Đây, các đường nét này, các cái nông lá này, các cái xoé chôn ốc nó làm tỉ mẩn từng chút một các bác nhá, rất là đẹp, liền khối nhá và tay đều không tì vết luôn. Và con nghê này còn ngồi trên con rùa này các bác nhìn này, rất là đẹp tỉ mẩn này, từ cái đường mây này. Tiếp theo này em giới thiệu các bác cái cột này. Đây cái bộ cái cột này cơ sở nhà em làm là hạng cột không tâm này, thậm chí cái cột này cơ sở nhà em còn chọn được vân đẹp lu chân chó các bác nhìn này. Đây là một trong những cái sản phẩm chất gỗ lu là đẹp nhất trong tất cả các loại gỗ mà có lu thì là đỉnh cao luôn các bác nhá. Chương nghê của ghế cơ sở nhà em cũng làm được một khúc gỗ rộng tận là 50, sâu tận là 16, dày tận 16 phân và rộng là tận là 1m1. Rất là đẹp này các bác nhìn này, rất là đỉnh cao luôn các bác nhìn này. Đấy, tỉ mẩn được chút một. Vách tựa lưng này em pha cũng là dày tận 7 phân các bác nhá. Mặt trước là đục kênh bong tận 4 phân và mặt sau là 1 phân này các bác nhìn. Các đường nét này, đấy, các cái mây này, cơ sở nhà em làm
kênh bong liền khối mà lại còn làm liền vào chân, nó rất là chắc các bạn nhá. Đấy, nó không bị gãy như các sản phẩm bình thường các bác làm. Các bác trên thị trường người ta làm nó sẽ bị rất là yếu, kênh bong nó sẽ yếu. Đây nhà em làm cộ rất là kỹ này. Và đặc biệt là sẽ không vào nó gãy, rất chắc chắn này các bạn nhìn, sờ BU bị ché luôn. Đây phần vách phần trương kết hợp với nhau rất hài hòa này các bạn nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Đây ở dưới này cũng đục hổ phù này, hai bên hai con ghế rất là đẹp đỉnh cao các bạn nhá. Em sẽ giới thiệu tổng thể cho các bác cái đoạn đấy, em đang đứng trên cái đoạn dài để các bác biết được cái bộ sản phẩm này nó to, nó khủng, nó đẹp như nào các bác nhá. Cái bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em làm cao từ dưới mặt đất lên là tận là 1m8 các bạn, 1m78 phân, gần 1m8, tức là tương đương 1m8 các bạn nhá. Đây đục nguyên trương liền khối này, đục hai bên hai con phượng, hai cái đầu nghê này, ở giữa là hổ phù. Và đặc biệt đấy các bác nhìn này, tổng thể cái bộ này thì cơ sở nhà em làm là dài 2m6, cao 1m8 và sâu là 1m. Và đặc biệt đây vách tựa lưng này các bác nhìn này, cơ sở nhà em đục một bức tranh tứ linh long ly quý phụng dày 7 phân vách tựa lưng. Cái phần khung vách này cơ sở nhà em pha là rơi vào tận 9 phân các bác nhá. Đục kênh bong liền khối với cả phần trương các bác nhìn này, tức là làm rất là hòa quyện với nhau. Phần mẫu mã này các bác nhìn này, liền với trương này rất là dẻo này. Đây kể cả phần trương này cũng thế, rất là dẻo luôn. Hai bên là đục hai con nghê. Đấy các bác nhìn rất đẹp, ở dưới này là trương, dưới này là cái hổ phù và hai bên hai con nghê hóa. Cột thì cơ sở nhà em làm cột là 16 hàng không tâm. Các bạn nhìn trên màn hình rất là đẹp, cột không tâm này. Đấy, vân veo rất đỉnh cao. Mặt ván cơ sở nhà em pha dày 2 phân rưỡi các bạn nhá. Riêng mặt ván này bình thường người ta pha 2 phân đã đỉnh cao rồi, nhà em pha dày 2 phân rưỡi. Và đặc biệt cái khuôn tranh này chạy xung quanh em làm dày tận 6 phân các bác ơi. Tận 6 phân cái khuôn tranh này này, cực kỳ dày này. Cổ chỉ soi hút này, một tầng đục sen dẹo và một tầng yếm này. Yếm cơ sở nhà em đục này, rồng hóa vượng nghê này. Đấy, nghê rồng phượng hóa nguyên trên một cái mặt giải yếm này luôn. Và đặc biệt đây các bác, em giới thiệu các bác cái đường cong. Đây cái đường cong của cái phần khuôn tranh và cổ chỉ 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng cổ chỉ như này. Và cả yếm, cả khuôn tranh, cơ sở nhà em làm quện vào nhau vén cong tận, có những chỗ là tận 3 phân rưỡi, 4 phân các bạn nhá. Bình thường người ta vén có 2 phân thôi đã bất rồi, đây nhà em pha 4 phân rưỡi. Thì cơ sở nhà em phải pha cái yếm dưới này, nó rất dày các bạn. Cái yếm này em pha dày tận 7 phân các bạn, vén cong. Đấy, rất dày, rất chắc chắn. Đấy, chân thì cơ sở nhà em đục cái mẫu chân riêng biệt, đầu lân chân móng, cái mẫu mà nó có thể hiện cái độ dẻo, độ chắc chắn này, rất là đẹp, kênh bong và đẹp từ trong ra ngoài. Kể cả phần quai túi này, cơ sở này nhà em cũng làm rất là dẻo, quện vào nhau, nó rất là hài hòa từ dáng cho đến từ gỗ. Em đang ngồi trên một chiếc ghế đơn cực kỳ đẹp và đỉnh cao các bạn nhé. Cái ghế đơn này cơ sở nhà em làm kích thước cột 16 nhưng mà tương tự với kích thước của cột 18 trên thị trường. Đây em ngồi gọn là như này các bác ạ. Hai người ngồi như em là đang là 70 cân và cao là 1m7 và ngồi vào đây cũng là thỏ vào đây luôn. Rất to và đẹp các bác nhá. Cái phần trương nghê thì cũng được làm nguyên khối các bác nhá, trương nghê nguyên khối này. Đấy làm nguyên khối được đục con nghê kênh bong pha 16 phân nhưng đục gần như là hết con nghê. Hai bên là hai con đầu nghê hai bên đây. Đấy rất là đẹp, và ở giữa là con hổ phù. Và phần vách này cơ sở nhà em pha dày là rơi vào là 9 phân vén cong cùng với cả cái phần trương này, các bác nhìn nó rất là dẻo đẹp này. Đấy vách tựa lưng cơ sở nhà em đục tam sư vần cầu. Đây một cái tích gọi là thể hiện sự đoàn kết viên mãn cho gia đình khi sở hữu cái tích này. Đây và đặc biệt này, cái cột này, cái vai này cơ sở nhà em làm là không tâm không vết luôn, đẹp long lanh hàng trọn vân này, các bạn nhìn này, vân cuộn cuộn nó rất là đẹp luôn. Đấy, tay nghe nguyên khối em, nhà em pha cao tận 35 phân, sâu dày tận 16 phân và sâu tận 80 phân, tức là chiều dài 16 phân. Bạn đục bằng tay kênh bong thủ công 100% nha các bạn nhá, rất là đẹp. Và con tay nghe này ngồi trên là con phượng. Cái phần ván này, đây em đang ngồi lên đây dày tận 2 phân rưỡi, ngồi không có cảm giác gì luôn các bạn, cực kỳ chắc chắn. Đây và cái dạ cong yếm cong cơ sở nhà em vén tận là 4 phân. Đấy vén tận 4 phân cong này, cổ chỉ 4-5 tầng, nghe đục nghe hóa yếm tiền cũng làm dày tận 7 phân các bạn nhá. Chân đầu lân chân móng các bạn nhìn này rất đẹp, kênh bong nhìn tứ diện vào đều đẹp các bạn nhá. Và đặc biệt đây các bạn nhìn này, bộ sản phẩm này cơ sở em làm kèm thêm 7 cái để chân đục là rơi ngũ phúc xung quanh và làm cái chỗ để chân để thể hiện sự đẳng cấp cho gia chủ sở hữu bộ sản phẩm khủng như này. Nó phải có những cái đẳng cấp, là những cái để chân như này nó thể hiện nó sự đẳng cấp cho những người nào sở hữu các bạn nhá. Cạnh đây là một cái đôn kẹp rất to các bạn nhá. Cái đôn kẹp này thì nó rơi vào là đây, em vén cong cả khuôn tranh này, cả ngăn kéo này, cả khuôn non này, cơ sở em làm cả khuôn non nhá các bạn nhá. Khuôn non này chạy xung quanh này, đấy, nó sẽ đẳng cấp hơn rất nhiều. Dưới tầm khuôn non này sẽ là tầng cổ chỉ yếm, đều pha dày tận là 5 phân. Và mặt ván này cơ sở nhà em cũng pha tận 3 phân đục con rồng. Ở bên đối diện thì đục con phượng các bạn nhá, rất là đẹp. Đây xung quanh là đục triện chạy xung quanh. Và đây em giới thiệu qua các bác chút cái ống di lặc tài lộc, cơ sở nhà em tặng miễn phí và nguyên khối cao 80 phân nha các bác nhá. Các bác mua bộ sản phẩm em tặng miễn phí luôn. Vạn sự như ý. Đấy, tài lộc di lặc rất là đẹp.
Bây giờ em giới thiệu cho các bác cái mặt bàn. Cái bàn này là đỉnh cao của cơ sở nhà em đưa ra trên thị trường. Đó là gì? Bàn cơ sở nhà em rộng tận 1m27 là mặt bàn, củ bì là 1m47, dài là 1m87 mặt khu tranh, và dài củ bì là 2m07, cực kỳ dài, cực kỳ to khủng. Và đặc biệt là cái mặt bàn cơ sở nhà em đục tứ linh cực kỳ kỹ bằng te 100% và dày ván em pha tận là 4 phân đục sâu kinh bong các bạn nhé, thì nó rơi vào tận là 3 phân kinh bong phía dưới, và xung quanh khu tranh cũng pha tận 7 phân các bạn. Khu tranh em làm 7 phân đục này. Đấy, con rồng hai bên và con phượng hai bên các bạn nhìn này. Đấy, khu tranh này và đục chữ vạn chạy xung quanh. Và đây các bạn nhìn, đặc biệt là các bạn nhìn chéo này. Các bạn nhìn chéo, em giới thiệu các bạn là cái khuôn tranh cơ sở nhà làm 7 phân, cái én cong tứ diện này, cong hình trái tim này các bạn nhìn này. Rất đỉnh cao xung quanh. Đấy, và đặc biệt là không phải riêng chỉ mặt bàn đâu, chỉ khuôn tranh các bạn nhá. Nhà em làm cả khuôn non này, cả cổ chỉ này, cả phần khuôn non này, cả phần ván này đều là cong vắt tận 4 phân các bạn nhá, cực kỳ đẹp. Chân đây đục đầu lân chân móng đây, các bạn nhìn này, cái chân 16 này. Cơ sở này em làm nhìn móng mặn rất là đẹp, tỉ mẩn kinh kênh bong từ trên xuống dưới. Cái yếm này cơ sở nhà em pha đều là 7 phân các bạn, 7 phân mới có thể vén cong như này các bạn. Cái cổ chỉ này cũng toàn phải pha 10 phân mới vén cong như này các bạn nhá. Rất đỉnh cao. Cái bộ sản phẩm này nó các bác sở hữu. Tiếp theo em giới thiệu các bác hai cái đôn ngồi thôi, để em ngồi cho các bác xem. Đây, cái đôn ngồi này nó to kinh khủng như này. Đây cái đôn ngồi này phủ bì nó rơi vào là 60/60 các bạn nhá. Khuôn tranh đều làm 6 phân vén cong tứ diện, cổ chỉ yếm này các bạn nhìn này, cái đôn ngồi này nó đã thể hiện cái sự đẳng cấp của bộ sản phẩm này rồi. Đây các bác có thể xem này, rất là đỉnh cao và đẹp nhá các bác nhá. Vừa rồi em đã giới thiệu toàn bộ tổng thể cái bộ sản phẩm siêu phẩm nghe vào đỉnh của cơ sở nhà em. Các bác nào thấy đẹp ở đâu cho em xin một cái bình luận phía dưới, và thấy cái chỗ sản phẩm nào có thể nâng cấp thêm thì cho em xin ý kiến đóng góp để em có thể làm ra một sản phẩm đẹp hơn, đỉnh cao hơn để phục vụ tất cả các khách hàng xem được video này của cơ sở nhà em. Qua đây em xin cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ cơ sở nhà em, đăng ký kênh và chia sẻ video của cơ sở nhà em. Và cơ sở nhà em có chương trình khuyến mãi tặng quà miễn phí cho tất cả bác nào xem video, các bác hãy nhớ nhấn vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Cơ sở nhà em sẽ tặng một phần quà miễn phí cho tất cả những ai biết đến đồ gỗ Thiên Phú, từ trước đến nay cơ sở nhà em đều tặng miễn phí nha các bạn nhá. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau. Xin chào.